Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Kahepa, quý độc giả thân mến. Để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Kahepa cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của ca hepa Cao cà gai leo 250mg Cao giảo cổ lam 250mg Cao ca đớt marianos 70mg Cao atiso 60mg Vitamin PP 6mg Vitamin B5 6mg Vitamin B6 6mg Vitamin B 13mg Vitamin B 23mg Dạng bào chế Dạng viên nén Công dụng và chỉ định Giúp thanh nhiệt, mát gan, giải độc gan, bảo vệ gan Hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong các trường hợp viêm gan, sơ gan, gan nhiễm mỡ, uống nhiều rượu bia và các thuốc có hại cho gan Hỗ trợ giảm các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, vàng da Mẩn ngứa, nổi mề đay, men gan cao do chức năng gan suy giảm. Liều dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Liều dùng một viên, hai lần một ngày, uống sau bữa ăn. Chống chỉ định. Quá mẫn với acetylcysteine hoặc một trong các thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Kahepa, đồng thời biết cách sử dụng Kahepa, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham